Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Phượng sẽ quay clip làm hậu trường trước khi vào quay. Và hôm nay thì mình đi ô tô vì mình có rất nhiều đồ, còn khi mình đi xe máy cơ. Hôm nay là mình một mình sẽ khuân đồ vào và chuẩn bị đồ. Để sẵn hai cái bàn bây giờ này. Hôm nay thì mình chỉ đi quay cùng với Ngân thôi. Hồng Anh thì đang bận thi nên là bọn nó không đi. Ngân đi làm nên là tranh thủ quay tí buổi trưa với mình, và giờ này thì gần 1 giờ Ngân sắp về. Bây giờ cái chân này nó đều quá rồi. Hôm nay hai chị em mình ăn nên là có cái bếp ga đây. Ok, mình sẽ đánh đi xe lại đã. Quên mất là còn một tấm nước đây, nước lọc nha, nước lọc ngà lọc sẵn cho chai mang đi. Kéo được chứ kể cả chị Loan hay bà Hà và Hồng Anh thì Giang không kéo nổi cái bàn này lên luôn. Chưa biết cách kéo ấy, mà nó thực sự là hơi nặng thật. Nếu mà có người hỗ trợ mà cầm bốn cái chân xung quanh ấy thì mình sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thường thì mọi người cứ kệ mình làm một mình. Ok, công việc của mình thì mình làm thôi. Mình định giải ra cái mặt cỏ đằng kia nhưng mà nó hơi cập kênh. Cập kênh thì khi mà đặt bếp thì sợ nó nghiêng à. Thế nên mình lại vào đây. Sơ cua cứ để đây. Đây là thịt bò và tôm này. Bán lên cho các bạn xem. Chứ chết rồi, mình không mang cái khay rồi. Kim chi và xúc xích. Đây là xúc xích hot dog nhé. Thực phẩm sạch, cái này là gói được tặng kèm này. Mình có 2.000 phô mai và 1.000 cây gấp đôi. Dao kéo. Rồi hết cả đũa rồi. Và một cái nồi, đây là cái nồi đất nhé. Ăn mì cay Hàn Quốc thì phải có một cái nồi tương xứng.